Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 2022. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 91. Có một công đoạn đó là hay vậy. Lúc tu hành, bạn đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ chẳng có tiền, cũng đừng sợ không có cơm ăn. Nếu có lòng sợ hãi thì bạn chẳng thể tu hành được. Khi chúng ta gặp Phật Pháp, chúng ta niệm Phật, chúng ta luôn luôn tin vào bổn nguyện của Phật. Khi làm việc lợi ích cho chúng sanh, cứ chân thật tin vào bổn nguyện của Phật. Mình cứ nghĩ rằng mình là một người phàm phu, còn nhiều ích kỷ, mà mình còn thương chúng sanh, làm việc lợi ích cho chúng sanh, vậy chư Phật Bồ Tát từ bi gấp trăm ngàn lần mình. Các ngài không lẽ bỏ một con người như mình làm việc cho chúng sanh? Nhớ, chỉ cần bạn có cái nghĩ này thì lòng tin về Phật của bạn sẽ vô cùng kiên cố, và nó sẽ tiêu trừ nghiệp chướng và cảm ứng đạo giao chắc chắn luôn. Còn nếu như bạn có rất nhiều cái lo cái sợ, chưa làm mà lo mà sợ, thì không bao giờ cảm ứng với bổn nguyện của Phật Bồ Tát. Bạn phải chân thật ăn làm, nhiệt tình làm. Giống như ngày mai chương trình khiếm thị, trong khi những đức lo bao nhiêu việc vậy mà những đức vẫn tổ chức chương trình khiếm thị. Lúc mà chưa tổ chức chương trình khiếm thị, có nhiều người nói thầy tổ chức rồi con người này người kia chung tay nảy nọ. Thì biết rằng những đức nói trong bụng rằng bản thân mình khi đã làm thì mình cố gắng, khi mình đã làm thì mình phải tính toán, mình phải lo trước, chứ không có đợi sự việc như vậy. Vì khi đợi những sự việc như vậy thì cuối cùng cái chuyện mình không dám làm. Nên những đức khi làm là những đức lo trước, sắp xếp trước, có sẵn để mình làm đi. Còn ai chung tay thì chung tay, không chung tay thì thôi. Mình đã làm là phải làm. Thì rõ ràng mình làm việc như vậy vì chúng sanh, nhất định sẽ cảm với bổn nguyện Phật Bồ Tát. Quý vị coi ngày mai như người ta cỡ 4.000 người người ta về chương trình khiếm thị khiếm tập. Ngày mai khoảng cỡ 8:30 đồ này kia đồ, 8:20, 8:30 vậy đó. Thì lúc đó phát trực tiếp luôn. Mỗi một người coi, chỉ cần mình niệm một câu A với Đạo Phật, mình coi mà mình niệm A với Đạo Phật, mình thương tội nghiệp những người khiếm tập khiếm thị, nắm tay nhau dẫn nhau đi, người mù, người què, người tật nguyền. Mình chỉ cần coi thấy mình niệm A với Đạo Phật, tội nghiệp chúng sanh, phát một ý niệm thiện, tội nghiệp chúng sanh, lục căn không đầy đủ. Mình được sinh ra đời lục căn đầy đủ, những chúng sanh này lục căn không đầy đủ, tội nghiệp quá. A di đà Phật, A di đà Phật. Khi coi chỉ cần chân thật niệm Phật, rồi chỉ cần mang một ý niệm thương tội nghiệp họ thôi. Chỉ cần vậy thôi thì quý vị phước báo cực kỳ lớn luôn. Rồi họ ngồi họ niệm Phật, quay trực tiếp cho quý vị coi. Rồi tới giờ những đức lên giảng, nhưng quay trực tiếp cho quý vị ở xa khắp nơi nơi vô coi, gỡ cho bạn bè, rủ bạn bè vô coi chương trình này, để cho tất cả các bạn bè của mình mới thấy ra rằng cuộc đời mình đâu đến nỗi khổ quá. Bạn nói bạn còn nhiều cái khổ, bạn khổ nhất trong cuộc đời, bạn nhìn coi. Có nhiều người tật nguyền mù què, cục tay cục chân, mà người ta còn có nụ cười, người ta còn phải sống. Còn bạn chỉ có một cái gì mất mát thôi, bạn đã thấy rằng cuộc đời bạn là khổ nhất trong cuộc đời này. Mỗi một người nghe đạo chúng ta đừng bao giờ cho rằng mình là người khổ nhất trong cuộc đời này. Vì khi mình cho rằng mình là người khổ nhất trong cuộc đời này thì tức khắc lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình thê thảm. Thấy mình quá thê thảm rồi và buồn chán quá thì mất sự tự tin đối với mình. Thấy mình ngóc đầu lên không nổi thì mất sự tự tin đối với mình. Nên nhớ, phải có lòng tin đối với mình, luôn luôn phải có lòng tin đối với mình. Nên tu hành đừng mang một cái tâm sợ.
Khi làm việc gì chúng sanh là cứ nhiệt tình, phước duyên chúng sanh, phước duyên của mình đủ nhân duyên thì nỗ lực mà làm, cứ chân thật nhiệt tình mà làm đi. Bây giờ nhà Đức chia sẻ những bài Phật pháp gì đều là trực tiếp cho quý vị coi luôn rồi đó. Mà những đứa có một cái động lực, cảm giác rằng khi mà giảng trực tiếp quý vị, cái cảm giác nó mạnh hơn là lúc những đứa giảng bình thường mà không trực tiếp. Hình như là quý vị đang coi, quý vị có một cái tâm lực gì, quý vị có một cảm giác gì, thích thú quý vị coi, dù là ở xa chúng ta không gặp mặt nhau, nhưng quý vị biết rằng nó có một cái động lực gì giúp cho những đứa khi chia sẻ mà trực tiếp này nó vẫn có một cái quay lực mạnh để mình chia sẻ dữ hơn nữa quý vị. Thì ra là mình hộ trì tam bảo, khi mình nghe Phật pháp mình hưng khởi tâm, mình vui, mình hoan hỷ, mình thích, từ cái tâm đó thôi cũng giúp cho cái người giảng pháp cảm thấy mà hưng khởi tâm. Quý vị, vô hình chung tu phước duyên rất là lớn. Giống như ngày Chủ nhật quý vị thấy những đức chia sẻ không, cái cảm giác nó rất là đặc biệt vì cái háo hức của con người đang nghe pháp, cái tâm đó đó quý vị giúp cho người giảng pháp thích thú và tự nhiên sanh phước báo nhân duyên cùng nhau rất là lớn. Giống như người nói kẻ nghe nhiệt tình hết lòng. Nên cái pháp trực tiếp này nó rất là đặc biệt, là vì trực tiếp chúng ta đang học tập, nó cùng tần số với mình. Khi nó vào nó tu học nó cùng tần số với nhau. Trong vòng thời gian 25 phút hoặc nửa tiếng đồng hồ mà nó giúp cho mình hưng khởi. Từ sáng sớm mình nghe là mình buổi sáng đó là mình hừng hực cái tâm mà lên Rồi tới giờ này bắt đầu là mình nghe cái nữa là nó kéo luôn cho mình tới tối. Nếu như ngày nào cũng như vậy, quý vị thấy cái cảm giác mình đặc biệt không? Có nghĩa là cái thời gian nghe pháp mình cố định rõ ràng thời gian luôn. Nên tất cả chúng ta nên vô cái chương trình mà trực tiếp này để mình cùng nghe pháp cùng tu, để nó quy trình thời gian của mình. Thí dụ như có những người nghe pháp họ đợi tới chiều tối hoặc là tới giờ nào họ rảnh, nó nghe luôn hai bài lượt. Những đức nói với vị nghe, nghe vậy nó không đạt bằng là quý vị phân tách thời gian, quy trình thời gian làm sao cân bằng luôn. Tại vì sao? Vì mỗi ngày chúng ta cân bằng là buổi sáng chúng ta được nhắc nhở một cái, rồi xong bắt đầu là giờ này chúng ta nhắc nhở một cái thì nó cân bằng thời gian gì không nhận không? Sáng nó cân bằng tới giờ này nó cân bằng tới tối luôn. Thì tức khắc con người chúng ta nó háo hức cái việc niệm Phật. Nhớ ai là Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là nhớ thiện niệm, mà thiện niệm phát lên rồi thì tức khắc ác niệm tự tiêu mất. Mà ác niệm mà tiêu mất thì nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo nhân duyên tăng trưởng lên liền, trí tuệ theo đó mà tăng trưởng. Nên khi mình làm một việc thiện, mình đừng có tính toán so đo. Mình làm một việc thiện mình phải chân thật phát lên cái tâm như Phật Bồ Tát thì cảm ứng đạo giao liền. Những đức nói câu đầu mình là phàm phu mình còn thương chúng sanh như vậy, không lẽ chư Phật Bồ Tát bỏ mình sao? Quý vị biết ấy, nội mà cái việc mà rủ người ta về ăn Tết thôi mà những đức rủ bao nhiêu lần chưa? Vì tổng kết những buổi giảng những đức lại thì quý vị coi những đức đã rủ quý vị bao nhiêu lần về ăn Tết chưa? Dù bây giờ quý vị không về đi chăng nữa nhưng mà trong tâm trạng của mình vẫn cảm thấy ông thầy này công nhận nhiệt tình thiệt. Ông rủ về ăn Tết mà ông rủ không phải là 2-3 lần đâu. Ông rủ 10-20 lần ông rủ nhiệt tình. Khi chương trình tu ông rủ bao nhiêu lần. Còn động viên những người trưởng đoàn dẫn người đi tu ông rủ bao nhiêu lần. Còn chương trình lễ đồ về tu mà ông rủ bao nhiêu lần ông rủ trước cả tháng chờ 2 tháng chờ rủ người ta. Nhiệt tình hết lòng. Những đức nói rằng cái tâm mình sao cảm ứng gì quý vị. Mình nhiệt tình sao nó cảm ứng gì. Nhiệt tình với con người thì cảm ứng với Phật Bồ Tát. Tại vì sao? Mình thương chúng sanh thì Phật Bồ Tát thương mình. Mình niệm niệm gì chúng sanh thì Phật Bồ Tát thương mình chắc chắn luôn. Chỉ cần mình niệm niệm gì chúng sanh thật sự, mình có tâm giải thoát là cảm ứng đạo giao liền. Nên mỗi một người nghe đạo, một người tu của chúng ta nên nhìn nhận cái vi tế lòng tham của con người mình nó ghê lắm nha quý vị. Nên có khi mình giống như mình buông bỏ rất là nhiều thứ, vì mà có những cái vi tế mà nó đang ở bên cạnh quý vị, vị phải để ý. Từ một món đồ, từ một cái của cải, con người chúng ta phải nhìn ra. Có những món đồ quý vị xài có thời gian đi, con người quý vị tự nhiên nó tình chấp tham nằm trong đó. Nó thích cái của, nó quen cái của đó. Mà có cái khác rồi nó cũng muốn giữ cái này nữa. Thấy không? Quý vị biết rằng con người chúng ta cầm cái này mà buông cái này mới cầm cái khác. Còn cái nào quý vị cũng muốn cầm, có khi quý vị sẽ mất tất cả, quý vị không được một cái gì hết. Thí dụ như giờ mình đã từng tu pháp môn nào ngoài tịnh độ, mình đã tu nhiều năm mình đã cầm, mà bây giờ mình gặp tịnh độ mình cũng thích, như vậy thì mình coi lại
cái pháp mà mình tu nhiều chục năm nay mà nó không có kết quả gì thì mình phải buông nó xuống và cầm tịnh độ lên. Như vậy thì quý vị mới có thể nắm chắc và duy trì được pháp môn tịnh độ và tu được thành công. Một con người mà tham là thâm, quý vị, một con người mà có lòng tham nặng là con người này khó thế nào thành công trong cái cuộc đời này đâu, mà cái sự tổn hại về bản thân mình rất là lớn. Nhớ, con người mà có lòng tham là sẽ tổn hại bản thân mình rất là lớn. Có những cái mình mắc cả chì lắng chạy, mắc sạch hết luôn. Nên chúng ta không nên có cái lòng tham ở trong cái cuộc đời này. Thí dụ như có những con người cái gì họ cũng muốn lụm, cái gì họ cũng muốn cầm, không có chịu buông một cái gì, thì quý vị sẽ có khi sẽ mất tất cả. Thí dụ như giờ quý vị làm việc lợi ích cho chúng sanh đi, mà đủ nhân duyên thì quý vị cứ nhiệt tình vì làm, còn không đủ nhân duyên cả việc làm lợi ích cho chúng sanh quý vị cũng buông xuống luôn. Cái thiện còn buông xuống chỉ là việc bất thiện. Nên mỗi một con người nghe đạo, người tu của chúng ta nghe gì rồi phải hiểu, để sống trong cái cuộc đời này có những cái phải buông xuống. Vì đi vào phòng như Đức, vì coi có cái gì mà để hai chữ mà gọi là lưu niệm, mà những đức mà để nó nằm không thừa thải không? Không, không. Vì phải nhớ rằng tất cả cái vật chất gì trong cuộc đời là để lợi ích chúng sanh, làm việc lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải để làm kỷ niệm mà để thừa thải. Không phải. Quý vị có tâm đó, có chuyện quý vị bị tổn phước tổn duyên, không dễ đâu. Giống như bây giờ những đức vừa mua một chiếc xe là những đức cầm xe cũ, những đức đưa anh em liền, trong khi những đức rất là thích đi cái xe cũ, nhưng mà đã hứa tặng cho các anh em thì mình tặng cho các anh em liền. Có nghĩa là buông cái này rồi mới có được cái kia. Còn nếu như mà cái gì mình cũng muốn cầm thì mình trở thành lòng tham vi tế. Cái lòng tham vi tế nó ghê lắm á. Rồi trong phòng thì chắc chứa đồ này đồ kia đồ nọ, cái gì cũng ham, cái gì cũng thích, chắc chứa, cái gì cũng không buông. Khi người ta dọn phòng thì đụng cái gì cũng không, cái của tôi, đó là lòng tham vi tế. Cho quý vị biết, con người mình cảm thấy trong cái cuộc đời này mà quý vị nhẹ nhàng, quý vị an lạc, tất cả những cái gì mà lợi ích cho người ta, quý vị nhiệt tình hết mình, quý vị buông xuống sạch sẽ luôn, thì quý vị sẽ có tất cả luôn. Nhớ câu buông tất cả, có tất cả. Cái gì cũng cầm, cái gì cũng gìn giữ, cái gì cũng tham thì vì sẽ mất tất cả luôn. Đây là cái 100%. Nên mỗi một con người mình nghe đạo hiểu rồi quý vị, là tức khắc mình sẽ sống có ý nghĩa trong cuộc đời này liền. Nhất định sẽ sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Những điều những đức chia sẻ đây là những điều rất là xác thực trong cuộc đời này. Mình gặp Phật pháp là quý lắm quý vị à. Rất là quý. Làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời rất là quý. Tiền của vật chất mà đổi vào phiếu công đức phước duyên thì cực kỳ thù thắng. Nên lúc Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế, ngài giảng pháp, có vị cư sĩ này rất quý thương ngài, thích ngài. Khi giảng pháp xong, người này dẫn ngài đến để coi cái tủ bảo hiểm nhiều vàng bạc châu báu, kim cương ngọc sòn. Khi mà mở tủ ra coi Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói rằng: ủa bọn có nhiều đó hả? Ông này kinh ngạc, nói: ủa không lẽ Hòa Thượng có nhiều lắm? Nó có nhiều lắm. Bây giờ ông có của cải, vàng bạc châu báu, kim cương hộp sò, ông cắt ở đây. Rồi lâu lâu ông lại ông mở tủ bảo hiểm ra, ông ngó, ông nhìn cái, sờ mó cái rồi ông đi về. Như vậy thì tất cả những cái cửa hàng trên cái thế giới này bán, tôi cần đến tôi nhìn, tôi coi, hoặc tôi sờ mó xong để lại cho họ. Vì tất cả của cải đó đều của tôi hết. Và tự tình không, người nói một câu thiệt tình quá ngu si. Tại sao không chịu nhận thức, nghe đạo rồi mà không chịu nhìn thấu tất cả những cái thứ này? Nếu như đổi qua cái việc làm lợi ích cho mọi người thì tức khắc những cái thứ này nó trở thành thiện căn phước báo đi theo mình đời đời kiếp kiếp. Còn bây giờ chỉ ngó nhìn nó và sợ mắt nó, cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, mình có cầm nó được hay không thì coi đó. Hay không đó, vì góc độ bị nhìn sao. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình tạo ra mình làm thiện là hết mắt, tầm bậy. Nó càng làm thì nó càng nhiều, càng làm là càng nhiều. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói: tôi tin 100% càng làm càng nhiều. Chính cuộc đời tôi đi, khi đi đến học với thầy, thầy tôi như nhìn được tôi rõ ràng. Ông thông minh nhưng thiếu phước, sanh ra đời một gia đình nghèo, rồi ông có được chút thông minh nhưng phước báo rất là kém, rất là khổ đau. Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng cuộc đời ngài cũng rất là khổ đau. Khi học Phật, thầy biết được người này thiếu phước rất khổ, thiếu phước khổ quá cũng khó tu. Từ nơi đó người thầy họ dạy ông nên bố thí. Ông nói không có tiền, thầy hỏi một cắt một đồng có không?
là một đồng một cắt thì có, từ một đồng một cắt nhiệt tình mà làm, thấy người ta phóng sanh, thấy người ta làm pháp thí, thấy người ta làm những việc thiện, chăng thật từ một đồng một cắt đó bỏ vào tùy hỷ để mà cùng chúng ta làm, nhiệt tình hết lòng, có khả năng làm nhiệt tình. Ngài nhiệt tình nghe lời thầy, chăng thật tu phước tu duyên, thấy người gương mặt tươi vui, miệng nở nụ cười, chào một câu ai với đạo Phật để tu phước duyên luôn, chăng thật mà làm. Ngài nói rằng rõ ràng càng làm càng nhiều, càng nhiều càng làm, càng làm càng nhiều, càng nhiều càng làm, nhiều đến mức mà ngài nói rằng ngài làm quá trời nhiều tiền luôn. Những đức nói với vị nghe 100% luôn. Khi nghe đại lão hòa thượng Tịnh Không chăng thật làm thì thêm một vị thầy những đức thấy rõ ràng, thầy cũng nói rằng thầy tu mấy chục năm luôn mà thầy khổ vô cùng, khổ thiếu phước, khổ lắm. Cái thờ mới nuôi mấy bà già thầy khổ vô cùng, thầy nói rằng có khi mà ăn mì không có cơm nấu, lúc mới có mấy người, thầy đi đầu này đầu kia thầy già. Sau này vậy mà thầy cứ nuôi mấy bà già, khuyên mấy bà già niệm Phật, vậy mà cái phước báo của thầy bây giờ cũng cực kỳ lớn luôn, phước báo tiền bạc cũng rất nhiều. Nhưng mà duy trì được cái tâm tu của mình hay không là cái này quan trọng nha quý vị. Phước báo tiền bạc đến nhiều của cái trường không tu nguy hiểm, cẩn thận chỗ này. Rồi tới đời của những đức thấy rõ ràng cuộc đời như thế nào quý vị, thì biết rằng sanh trong một gia đình nghèo, mắc mẹ lúc còn nhỏ nè, khổ vô cùng khổ luôn, lam lũ làm việc trên thành phố mười mấy năm không có gì hết, khổ thì ghê, quá trời khổ luôn. Như vậy mà từ khi gặp Tịnh Độ, những đức niệm Phật, và những đức 5 năm ở trên Đà Lạt niệm Phật cũng nuôi người già, là trong vòng 2 năm là thay đổi cái số mệnh cuộc đời, thay đổi việc có thể cầm tiền sử dụng cho tam bảo này kia, thấy không? Khi đi xuống dưới đây tiếp tục nhiệt tình tin Phật, dù ban đầu vô cùng khó khăn nhưng mà đúng là thử thách mà thôi, nhiệt tình nuôi người già, khuyên niệm Phật, nhiệt tình nhiệt tình nhiệt tình, chăng thật gan nhiệt tình làm, thì bị biết rằng thời gian 1 năm sau thôi thay đổi liền, phát lên. Bây giờ quý vị biết rằng là chùa mình 1000+ người ở, những đức lo rồi, thêm một cái nữa có khi còn có tiền đưa cho hòa thượng xây chùa chiền, lo cho tam bảo này nọ được, các cụ đồ mọi người ai cũng sống đầy đủ hết, trong khi bản thân những đức ngoài đời một mình lo cho mình không xong. Vậy mà như bây giờ như vậy thì thấy rõ ràng không? Có nghĩa là càng bố thí càng nhiều. Phật nói là tài thí thì giàu sang, pháp thí thì thông minh trí tuệ, phóng sanh ăn chay là sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Phật nói là gieo nhân gặt quả, bạn hãy tin đi, bạn thương tất cả chúng sanh đi thì Phật sẽ thương bạn. Bạn niệm gì chúng sanh đi thì Phật Bồ Tát không có bỏ bạn đâu. Bạn hãy tin 100% đi, bạn nhiệt tình làm đi, bạn sẽ thấy vô cùng đầy đủ, vô cùng đầy đủ. Nó ngày mai chương trình kiếp thị đó, những đức sắp xếp, những đức lo tùm lum thứ hết chứ, bố trí làm sao đủ chuyện hết chứ. Nó bây giờ mỗi một con người chúng ta, quý vị nên nhận thức đi, mỗi một người nên nhận thức đi, để rồi á mình chân thật tu phước tu duyên với cơ hội đến với mình. Quý vị gặp một ông thầy, ông nhiệt tình, ông tu, ông nhiệt tình, ông làm việc gì chúng sanh. Quý vị coi từ đây tới Tết thôi, bao nhiêu chương trình làm việc lợi ích gì chúng sanh. Những đứa cảm thấy mừng vui vô cùng khi cuộc đời của mình được nhân viên làm những việc này. Đây là thật sự vui mừng đó quý vị. Có tiền bạc vật chất mà xài được dùng cho chúng sanh được là mừng, mừng lắm. Rồi bản thân mình cũng có đầy đủ quý vị à. Những đức thấy rằng cuộc đời những đức bây giờ vật chất của cải, cuộc sống, tình người, tình bạn đồ vô cùng là đặc biệt. Nếu như mà những đức không đi tu, khó có được một cái gì lắm. Bây giờ đi tu những đức đều có vật chất, có đầy đủ phương tiện hết chứ. Xe cộ đồ những đức đều đi, có phương tiện hết. Có tiền bạc xài cho chúng sanh, làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Tết nhất đồ này kia đồ, tổ chức này nọ đồ, gạo nếp đồ người ta đem đến chùa, bây giờ phân phát tặng cho Phật tử kết duyên ý coi. Rồi đêm 30 đồ tặng máy niệm Phật cho mỗi người một cái, dù về 4-5 ngàn cái thì cũng tặng mỗi người một cái ý coi, cũng tiền bạc gì đâu phải đơn giản. Rồi qua Tết đồ này kia, ngày mùng 8 đồ chương trình mừng thọ đồ, tặng mỗi cụ một phần quà là tính cho trị giá cũng 200 ngàn ý vị coi. Vậy mà số lượng các cụ mừng thọ rất là đông, mà phần quà này rất ý nghĩa nghe. Nó đến đó quý vị nhận phần quà quá ý nghĩa, thì quý vị thấy không? Có nghĩa là những đức muốn nói với quý vị nghe, càng làm càng nhiều, mà càng nhiều thì càng làm nhiệt tình hết lòng làm luôn đó. Rồi cái việc thí dụ như bây giờ dạy các cháu nhỏ, rồi cuối năm 23 tháng 12 âm lịch
là ngày thứ bảy buổi tối là sinh hoạt cho các cháu, nên nên những vị ví dụ như đoàn chị Thư được đó, rồi đoàn của cô Chuyển được, nên sắp xếp cho mấy cháu nhỏ nó cuối năm, nó cuối năm nó hát một bài, nó múa gì đó thì sắp xếp đi. Mấy đứa nít thật sự mà nói tội nghiệp con nít, cho nó được trước công chúng nó vui đồ nít được, nên mình cuối năm cho các cháu ăn uống rồi cho các cháu nó vui. Bắt đầu 24 bắt đầu cuối năm chương trình là như Đức rủ quý vị về tu, nhắc bao nhiêu lần rồi đó tùy mình. Đức nhắc quý vị cả năm tu rồi cuối năm là kết luận mà cố gắng. Rồi đêm giao thừa thừa là một đêm từ năm cũ bước sang năm mới, mà năm nay cái chương trình những Đức cực lực nhiệt tình. Vì biết rằng có khi vị thấy không, những Đức nói chuyện mà ho khẹt khẹt luôn. Vậy mà những Đức tại sao mà nhiệt tình như vậy? Vì cuộc đời của người vô thường lắm. Có những con người đã nhỏ hơn mình, ta đã chết rồi, mình bây giờ còn sống ngồi đây, tại sao mình không cực lực nhiệt liệt đi quý vị, để tích cực mà sống vì con người ta? Tại sao mà mình còn lo sợ lo âu cái gì? Những Đức cứ nghĩ như vậy mà nhiệt tình hết lòng. Nên những Đức mong tất cả con người nghe đạo phải sống tích cực, sống ngày nay nhiệt tình ngày hôm nay, thì ngày mai con người mình sẽ vô cùng đặc biệt, an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta quý vị à. Đó. Nên cái việc tu phước tu duyên đừng có lo có sợ, thì tức khắc cảm ứng đạo giao liền. Chính những Đức thấy rõ ràng, tài thí càng ngày càng nhiều, pháp thí càng ngày càng có trí tuệ là rõ ràng luôn. Nó gọi phóng sanh ăn chay, sức khỏe dẻo dai, bị coi 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, chia sẻ bao nhiêu buổi Phật pháp, 16 buổi, một ngày 4 ngày 16 buổi, lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị phải dẻo dai không? Sức khỏe dẻo dai không? Đó là xác thực 100%. Nên mỗi một con người chúng ta nên nhiệt tình quý vị. Niệm niệm gì chúng sanh mà cực lực nhiệt tình đi. Đến với cái cuộc đời này mà có khi cơn vô thường đến với mình bất tử. Cũng như có một cái câu chuyện trên mạng mà đứa bé nhỏ, không biết cái nghiệp duyên gì, tự nhiên nhỏ đi nó lọt vô một cái lỗ, mà giống như cái ống bê tông của người ta, mà nó lọt vô vừa đứa bé, nó lọt xuống sâu mà mấy chục mét. Vì coi lọt cái đó là sao mà gấp lên được, sao lấy ra được đây. Cuối cùng người ta tìm cách gì đó để người ta đào cái lỗ bê tông nó lên để lấy bé ra, thì bé chết queo. Mình là người niệm Phật, có khi mình đặt mình vào bé gặp những cái kiếp nạn gì trong lúc đó. Bởi vì cái người niệm Phật chúng ta đặc biệt là mình có phương hướng giải thoát. Nếu như mình gặp những cái cảnh ngộ kiếp nạn gì, tai nạn gì, hoặc khi mình gần chết, quý vị biết rằng mình nằm đâu, ngồi đâu, ở đâu, bị dính kẹt ở đâu, mình cũng A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Còn một chút hơi tàn lực kiệt, lúc đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ, còn một chút hơi tàn lực kiệt, lúc đó là cầu sanh cực lạc. Là cái niệm của mình là gọi A-di-đà-phật để Ngài tiếp dẫn con đi. Con mỗi ngày con niệm Phật, con nhớ Ngài, con muốn sanh cực lạc. Bây giờ con trong lúc gần chết này còn một chút hơi tàn lực kiệt, con thỉnh mời Phật A-di-đà đến rước con về cực lạc đi. Không, quý vị coi, bây giờ mỗi một người bây giờ chỉ cần nghe qua câu này thôi, tức khắc đời xướng niệm Phật liền, đời xướng niệm liền. Đó. Niệm có Phật hiệu lên, muốn sanh cực lạc liền, là nuôi dưỡng cái thiện căn, nuôi dưỡng cái tín nguyện, nuôi dưỡng nó phát triển liền. Nghe gì cái phát liệt, niệm liệt, nuôi dưỡng liệt chỗ đó. Nghe không? Đó. Gặp kiếp nạn gì thì quý vị biết rằng, nếu như cái lúc mà mình gần chết như vậy, gặp kiếp nạn như vậy mà mình niệm có Phật hiệu gì, là quý vị nhớ Phật rước quý vị lúc quý vị chưa chết. Nhớ, rước quý vị lúc chưa chết. Nên người giảng sanh là người chưa chết mà đi. Lúc mình A-di-đà-phật thì Phật A-di-đà phóng quang, mình nhìn thấy Phật A-di-đà rõ ràng. Dù mình nằm ở trong một cái lỗ bị kẹt, nhưng quý vị biết là cái cảnh giới quý vị là cái cảnh giới rõ ràng minh bạch luôn, là thấy Phật Bồ Tát giống như vị không bị kẹt gì hết. Phật quang phóng nhiếp thọ, sự gia trì đó quý vị, không còn bị chướng ngại gì cả, không có bị cái gì đè mình hết chứ. Dù là xe đè máu me chạy tùm lum, kẹt khổ té tua, nhưng Phật quang vừa phóng xuống một phát, gia trì một phát, là tức khắc quý vị biết rằng là quý vị sẽ cảm thấy cảnh giới vô cùng tự tại, và thấy Phật A Di Đà, thấy Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, hàng thánh chúng, tự nhiên cái cảnh giới quý vị lúc đó nó an lạc, quang minh phổ chiếu, thấy trên bầu trời toàn là Phật Bồ Tát, không phải là cái gì bị đè không ngợp gì hết trơn. Thì Phật phóng quang một cái là tiếp dẫn
cái linh thức của mình và bắt đầu từ trong đài sen về thế giới cực lạc liền, qua nở thế Phật ngộ vô sanh liền. Nhớ. Còn nếu như cái lúc đó mà mình mà mong muốn tìm từng chút hơi thở để sống thêm, mẹ ơi, ba ơi, hoặc người thân ơi, giúp con, giúp con, lúc đó mà quý vị như vậy thì nó thê thảm, nó thê thảm đến hơi thở cuối cùng, thì bắt đầu là miệng hả, mắt thì mở to, tai gấu, vì sao? Tìm từng chút hơi thở. Mà cái cảnh giới lúc đó thì nghiệp quan gia, dù bị dính ở trong cái chỗ cái lỗ nào cái gì, nhưng mà cái nghiệp quan gia và đầu trong mặt ngựa là trong cái cảnh giới đó xuất hiện. Xuất hiện liền, tiếp dẫn quý vị đi luôn, kéo quý vị đi, nên mặt mày, miệng hả mắt mở to lên, tai chân quấu như vậy nè, kinh không? Còn cái cảnh giới mà lúc mà chấp nhận ra đi để theo Phật A-di-đà, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, lúc đó là Phật phóng quang tiếp dẫn lúc mình đang tự tại vậy đó, an lạc chấp nhận ra đi luôn. Thì lúc đó gương mặt nó vô cùng quan hỷ, ra đi gương mặt đẹp, nhẹ nhàng thoải mái. Nên cái người này Phật giảng sanh phải nhớ, không phải chết mà đi mà là sống mà đi. Lúc còn sống minh bạch rõ ràng mà đi. Nhớ nghe. Nghe gì rồi thấy thích chưa? Nó thấy phê chưa? Tại vì sao? Vì cái cảm giác của mình tương lai phải là rước mình về cực lạc. Tại sao bây giờ không nhớ Phật niệm Phật? Bây giờ không chân thật nhiệt việc thiện việc tốt, mang cái tâm của Phật Bồ Tát đi làm việc cho chúng sanh, nhiệt liệt cực lực hết mình để mà làm. Nếu như mà cái tâm như vậy, cái tâm hừng hực như vậy thì còn sợ gì nữa? Tâm hừng hực gì còn sợ gì nữa? Nó bây giờ quý vị coi, bây giờ kiếp nạn nhân sinh dễ đài. Nó, trong cái dịp Tết năm nay mà thấy đúng là thê thảm, thấy khổ. Khổ, khổ mới rủ về ăn Tết nè. Còn quý vị giàu sang thoải mái rồi, bây giờ quý vị muốn đi chơi đâu kể quý vị. Còn bây giờ năm nay thấy người ta khổ mà rủ người ta ăn Tết, mà người ta khổ mà biết rủ người ta ăn Tết, vậy mới là chơi thật lòng, đúng chưa? Chơi thật lòng. Còn người ta giàu mới rủ người ta ăn Tết thì chưa thật lòng. Còn bây giờ những người khổ và những người hữu duyên với mình thì ta về rồi, mà những người khổ người ta về ăn Tết ta niệm Phật đó, mình rủ người ta mới thật lòng, chứ không phải vì tiền bạc vật chất mà rủ người ta, hiểu không quý vị? Đó, nghe gì nhìn cái mặt ngộ ghê, mà thấy nó cảm giác như nó có một cái gì nó an lạc. Bởi vì những đức nói quý vị đang nghe gì nè, cái tâm trạng vị đang vui ấy, bấm tim đồ lộn mèo đồ quá trời, nên từ nơi đó nó hứng nè. Tuy nhiên đức không thấy mà nó có cảm ứng gì á, nó có ghi thấy cái cô Phật tử đó mà cổ đang bấm tim kìa, cổ đang an lạc kìa, vui kìa, hưng khởi tâm, cô đang niệm Phật cái miệng nhém nhép kìa, cười kìa, tự nhiên nó cảm ứng quý vị, nó cảm ứng mình hứng lên liền. Thật sự mà nói, những đức chia sẻ Phật pháp là nó có cảm ứng quý vị à. Quý vị thấy mấy ngày nay mà những đức trực tiếp, quý vị thấy những đức giảng nó khác không, rõ ràng không? Mà trong khi trước mặt những đức đâu có cái máy gì để những đức nhìn đâu, đâu có thấy quý vị đâu. Nhưng mà những đức cảm giác rằng cái cô Phật tử đó, người Phật tử đó, chú đó quý mến mình, nó nghe kìa, ông đang an lạc cười kìa, vui kìa, niệm Phật cái miệng nhép nhép kìa, nó phát nguyện nhớ cực lạc, nhớ Tây phương muốn về cực lạc kìa. Nó cảm ứng đạo gia, nó làm cho người này hưng hực chia sẻ Phật pháp. Quý vị thấy cái trực tiếp nó đặc biệt chưa? Nó bởi vì là tại sao mà thích nghe lúc mà trực tiếp xác thực luôn. Bây giờ vô phòng thì Đức Viên ngồi không được là chặt quá. Bây giờ cái bên đây cái giường, đây cái bàn, đây cái máy wifi, đây bên nhà máy. Còn bây giờ quý vị coi trực tiếp luôn rồi đó. Quý vị thấy đúng là mình hạnh phúc chưa? Tuy sanh trong thờ mạt pháp nhưng mà đang sống trong chánh pháp. Vì đang cầu sanh cực lạc. Vì sống trong chánh pháp chứ gì? Nè có một câu này. Để đời nay thoát khỏi sinh tử, không gì hơn vãng sanh tịnh độ. Nếu muốn thoát khỏi sinh tử khổ đau thì không gì hơn là vãng sanh tịnh độ. Để được vãng sanh tịnh độ không gì hơn là niệm Phật. Muốn về cực lạc không gì hơn là niệm Phật. Niệm Phật sẽ về cực lạc. Niệm Phật Phật Di Đà sẽ rước mình về cực lạc. Nhớ nghe quý vị. Phải quyết chí về cực lạc nghe. Nên cả đời này tín nguyện niệm Phật, học tập nhiệt tình như vậy để chúng ta cả đời tu, cả đời niệm Phật, tu phước gì đều hồi hướng về cực lạc, và cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả
đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.